Hôm nay em Lê Tuấn tiếp tục lên cho các bác một siêu phẩm Isuzu TS2210 các bác ạ. Vâng, xe này nhá, còn rất ngon, máy đang zin hết của xe, lên xe luôn. Xe này có mọt các bác nhá, mọt số rất ok cho các bác đang cần để các bác chờ cuối. Đây các bác, mọt cực kỳ nhẹ nhá. Đây này, đây đấy, cực cực nhá, cực kỳ nhẹ, đầy đủ, ti ben đang ok các bác nhá. Đây không có kim, nhưng tất cả mọi cái con chuột đang sử dụng cày và kéo, không có mùi, hai dè cực kỳ đẹp, gọi là siêu VIP đẳng cấp của Isuzu, hai đèn xi nhan và một engine cộng tác với tất cả vô lăng đang ô lông đi này. Đây các bác này nhá, đó này, đó đây vô lăng. Hôm nay em tiếp tục gặp được cuộc điện thoại để lên cho các bác một siêu phẩm này. Bác nào đang cần em báo giá luôn cho các bác, tức là 55 triệu bao từ A đến Z cho các bác, siêu phẩm kinh điển trong ngày hôm nay đầu tuần đó. Rồi thứ hai, vỏ cực kỳ mới các bác nhá, vỏ 95924, tức là 9.5/9/24. Đây các bác, 9.5/924, vỏ còn mới nguyên si, xe bao hết từ A đến Z. Rồi cho chủ xe nổ thử. Vâng, rồi bắt đầu chủ xe nổ. Thứ hai là cái mỏng này là tuyệt đỉnh công phu luôn các bác nhá. Đấy, 1m7, phủ bì 1m8, cầu 3 tấn, cầu 3 tấn, sắc chi liền khối luôn các bác ạ. Đấy, và nhíp đẹp, vỏ một, vỏ chiếc các bác nhá, vỏ chiếc, vỏ là 8/25/16. Đây các bác nhìn này, ok. Rồi và em đi đằng sau cho các bác xem luôn của cái mảng này, dày 5 ly, cao 1 mét, cao 1 mét, đấy, rộng. Đây các bác này, 1m8 phổ bi, cực kỳ đẹp và vuông vức cho các bác, rất là chắc chắn, Bentley các bác nhá. Đấy, đây và tiếp tục bên này, đấy, vỏ còn mới ngon các bác nhá. Đấy, em lên hôm nay cho các bác để cho bác nào cần, đang cần cái này về để tưới tắm cũng như chờ củi, xếp bao bì, các bác chở cái gì cũng được, rất tiện lợi. Hai ti men đẹp các bác nhá, xin chào. Đây hai ti men, đây rồi tết nổ cho bác. Đây chọn đây các bác nhá, là tiếng máy của em ạ, cho nhỏ là tí rô ga, tí rô ga, rô ga. Rồi rất nhẹ nhàng nhá, rất nhẹ nhàng em bạn. Đẹp sáng không? Đây xi nhan đều đầy đủ.
Rồi. Rồi ok. Chân vào các bác nhá. Vâng, bám bọn. Em lấy thức em đua mòn cho các bác. Rồi tắt rồi, tắt đi. Rồi sạc pin luôn. Đèn đây các bác này. Đèn này. Đấy, siêu phẩm chưa? Ok, chỉ nhan. Đẹp chưa? Rồi, tất cả bao zin từ A đến Z cho các bác. Không còn gì để nói. Đối với gọi là như hàng bãi các bác nhá. Đấy, như hàng bãi. Quá đẹp cho các bác luôn. Tổng thống Ukraine. Và đây là những vết này là em gà. Để chú kia này. Chú thấy chưa? Đấy, gà chứ không ai hết. Gà nhảy vào. Gà nhảy đúng không? Đấy, nó nhảy lên nó phá nó đấy. Đó. Đây này. Xe của anh để bữa trước nó vậy đây. Đây này. Đó đó. Hôm anh để nó là nó con gà mái với nó đó. Đây các bác. Rồi. Nói chung để nói về siêu phẩm em này thì như hàng bãi các bác nha. Tất cả từ quay chuột này cho đến TBN này và cho đến kéo mọc là ok. Và để nói tiếp tục cho chúng ta, để chúng ta dùng chiếc xe này 55 triệu, còn bớt các bác nha, còn bớt cơ sở trung kia nó bớt cho chúng ta, thì chúng ta về kéo củi này, chúng ta đua nha, đường trường kéo củi kéo gì cũng được, kéo tất cả coi như là cũng như chúng ta tăng bo bao bì. Đấy, tuyệt vời, không còn gì để nói. Rồi em lấy chiếc thước để đo cho các bác. Đấy, các bác đi ngang chợ đồ cũ. Đấy, cơ sở trung nguyên là các bác cứ lên đây có số điện thoại. Đấy, đây này. Đấy, cơ sở trung nguyên đầy đủ. Đây em lấy cái thước em đo cho các bác. Em đo cái mọt nha. Đấy, còn dáng của em ở đây, dáng đứng mít kia nha, người đẹp chân thành hôm nay. Đấy các bác. Đây nha, chiều rộng này. Đây, 1m70. 1m70 coi nha. Đó, em đang khai 1m70. Rồi, dài 2m. 2m7 luôn. Đó, 1m70 dài 2m7. Các bác thấy không? Đó, 1m70 dài 2m7. Đấy, 1m70 là rộng, dài 2m7. Quả cao 1m. Đúng 1m. Nha, 1m4, 1m04, 1m05. Đấy. Bánh chiếc TBN và tất cả thùng như thế này. Rồi, chỉ cần như vậy thôi là các bác đã đủ với một cái số tiền 55 triệu cùng với chiếc mọt và chiếc đầu Isuzu. Các bác có thể sử dụng rất tiện lợi trong cuộc sống hàng ngày của các bác. Rất mong các bác ủng hộ trên kênh, cũng như bác nào đang thích dòng Isuzu hãy điện thoại cho em 0394 326 198. Em sẽ dẫn các bác đến và trực tiếp tai nghe bác thấy tay rờ, để rờ được như em vào thân thể của em đẹp lắm các bác nhé. Vợ của Gena đẹp lắm. Đấy, rất đẹp. Đây, một nước sơn zin. Mặt có rỗ một tí, đôi khi có mụn nhưng không sao. TS2210. Quá đẹp, quá xuất sắc. Em bây giờ nếu các bác không nhanh thì có những người đang mê về Isuzu thì các bác sẽ rước về. Đấy, đêm nằm, đêm ngủ, tay rờ, tay ấp. À các bác nhá. Đấy, mơ về nơi xa lắm. Có mọc rồi các bác đẹp đàng hoàng. Xin chào. Và cuối cùng thì em cũng đã review xong cho các bác, báo giá cho các bác và đo kích cỡ mọt cho các bác xong rồi. Còn bây giờ em xin chân thành cảm ơn và em xin chúc tất cả các bác đầu tuần. Đấy, các bác trên kênh máy cày của em nhớ nhấn cho em một nút like để em có động lực. Cũng như bác cũng vậy, chưa đăng ký, các bác hãy đăng ký kênh của em để cho em chắp cánh ước mơ đi cùng tìm cái cũ người ta về làm cái mới cho mình. Và cuối cùng em xin chân thành cảm ơn và hẹn lại video sau.